Thì cái chiều ngang của nó là đang khoảng là 12 cm á. Các bạn lấy đúng cái chiều ngang đó ra, các bạn cắt ra thành từng lát có độ dày từ 1 phân đến 1 phân rưỡi, cho cắt dùng vô một lát ngang khoảng 1 đến 1 phân rưỡi thôi. Rồi lát thứ hai, rồi được rồi, đừng làm. Đây là các bạn nó ra cá lát ở đây cỡ này, từ 1 đến 1 phân rưỡi. Các bạn lưu ý khi mình chiên nó sẽ còn lên, và khi chiên xong nó nguội sẽ sạt xuống cái này. Thì không trở được, cho vào phải có cái khoảng trống vì nó còn nở phình lên nữa, cho nên đừng bao giờ cho đầy cái chảo nha, lưu ý chỗ đó. Nếu trường hợp mà nó sôi già quá thì mình nhanh tay mình bỏ nhiều vô, còn hễ mà nó sôi chậm chậm vậy thì thôi từ từ một chút. Và nhớ là hai muỗng canh đó là hai muỗng canh vuông, hai muỗng canh đầy, tương tự như vậy ba muỗng canh của các bạn là ba muỗng canh đầy. Muối chúng ta chỉ cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối thôi. Nước dùng các bạn lấy nửa chén để pha với 1 muỗng cà phê đậu nành, thấy là còn nửa chén nước dùng để dành lại, đừng có làm gì đừng đụng gì tới nó trơn á, và đừng có đổ chung với lại cái nước cốt canh da của mình nha, bởi vì mình sẽ sử dụng cái da giảm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nước cốt canh da. Cho cái nửa chén nước cốt gà này mình để dành lại, mình bỏ vô cái chảo. Tiếp tục cho hỗn hợp đường, muối, nước cốt canh da đun nó lên. Nó vừa sôi một cái là cho cái nước bột năng vô, khuấy cho nó hơi sợ ra. Rồi cuối cùng cho thêm tương ớt, cộng vào miếng ớt băm vào là xong. Trong trường hợp sốt nó lỡ nó bị đặc quá thì sẽ châm thêm bằng nước tiêu nghệ. Cho nên khi cho cái sốt nước bột năng như cho từng mình thì mình hấp được cho một lượng. Vô chanh dây một cái vừa sôi cho nước bột năng vô một cái cho tương ớt tắt bếp
liền, đem lấy lại liền, đừng đun sôi lâu quá nó mất màu ngay lập tức. Khi tôi quan sát thì các bạn làm cái số đó là có một chút trục trặc, tức là các bạn đổ sai cái lượng nước dùng gà vô nó nhiều quá, cho nên nó ra cái khối lượng rất nhiều, và khi các bạn đếm lại các bạn thấy nó bị lỏng, và ngay lập tức là các bạn đã thay đổi, đã lấy thêm nguyên liệu, đã làm lại, và cuối cùng thì hiện giờ thật sự là không ai nhận ra cái sự khác biệt của số của các bạn so với các nhóm khác. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải phải khen, là vì trong quá trình các bạn nấu sau này sẽ xảy ra những cái trường hợp như vậy, là mình phải biết cách ứng biến, chứ mình không cứ bỏ theo đúng một công thức được. Và đó có là cái mà mình phải xoay chuyển kịp thời để cái món ăn cũng đậm ngon. À, về món ăn ngày hôm nay á, trước khi đi vào các bạn cũng quan sát luôn cái cách trang trí ngày hôm nay, các bạn trang trí rất tốt, thì các bạn có thể xem cái mẫu của nhóm bọc đã nhỏ của chị Nho làm á, thì Nho làm cái cách trang trí nó là chuẩn, cho nên các bạn có thể xem để tham khảo khảo học hỏi cái cách trang trí đó. Tuy nhiên về chất lượng món ăn ngày hôm nay thì số các bạn làm đã đồng đều giống nhau hết, là ngon giống nhau, nhưng bị hơn thua nhau ở chỗ cái chiên, cái độ lửa, thì nhóm 5 và nhóm 6 đầu lửa chiên cho cái miếng chả cá nó đã vàng, nó có hơi bị nhăn lại xuống, không có vấn đề gì, nhưng mà nó thơm và nó làm cho chả cá chiên thành thành sẽ là có độ dai. Còn nhóm mà có cái sự sáng tạo tốt nhất thì tôi xin tuyên dương là nhóm số 2, cho rằng bảo tay nhóm số 2. Các bạn nhóm số 2 rất là sáng tạo, các bạn làm cái hình trái tim nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà sau này khi bán mình sẽ khó khăn ở chỗ, khi mình làm trái tim như vậy mình sẽ bị hao hụt cái chả cá khá nhiều, nhưng mà các bạn rất là sáng tạo và làm ra những trái tim